Chào cô quý cô bác anh chị, hôm nay là cuộc sống xa quê sẽ quay tiếp những phần còn lại vì chú chim bồ câu này. Hôm nay là ngày up thứ hai bạn chim bồ câu. Bạn cho mình quay để mọi người thấy nha. Thấy ngày ấp thứ hai của bạn nha. Kinh quá, cái chuyện của bạn kinh của bạn không dữ vậy. Hôm nay bạn dữ dằn vậy. Mình đâu có làm gì đâu. Thế đâu kể. Hôm nay bạn đẹp gái quá mà. Phải không? Hôm nay bạn dễ thương quá trời luôn đó. Mặc dù hơi giận dữ. Sao vậy? Chưa ăn hả? Bạn chim trống chưa đem đồ ăn về cho bà ăn sao? Hồi nãy mình thấy bạn ấy về rồi mà. Phải không? Mình thấy bạn ấy đem đi về rồi mà, có đem đồ ăn về cho bạn không? Mình chỉ hỏi thôi, làm gì dữ vậy? Mình hỏi thôi mà. Sao vậy? Sao này giận dỗi dữ vậy? Sao này giận dỗi dữ vậy ha? Mình chỉ hỏi bạn thôi. Ăn chưa? Mình thấy bạn chim trống về rồi, cho bạn ăn chưa? Hả? Cho bạn ăn chưa vậy? Dữ dằn ha. Hôm nay bạn dữ thiệt ha. Bạn chưa ăn hả? Bạn chim trống chưa cho bạn ăn hả? Bạn đói không? Không, mình cho bạn ăn nha. Quá đi. Không có làm gì đâu. Dữ dằn luôn đó. Dữ dằn quá đi. Mấy bạn chim con của bạn đâu? Ăn chưa? Bạn chim con của bạn ăn chưa? Mình nghe kêu ríu rít à. Bạn chim trống cho mấy bạn chim con ăn chưa vậy? Chưa cho ăn hả? Dữ quá à. Là dữ quá ha. Cũng làm gì đâu. Cho mình quay chút xíu coi. Cho mình quay cho quý vị coi chút xíu coi. Đâu có làm gì bạn đâu. Cho mình coi trứng coi. Hôm nay cho coi trứng hả? Không cho hả? Làm vậy là không cho đó hả? Cho coi thử coi. Không hả? Không cho. Dữ quá à. Bao giờ thì cho được? Bạn nằm đó hoài mà. Bạn đâu có cho mình thấy trứng đâu mà quay. Cho không? Cho quay nhé. Quá dữ hen. Ôi đừng dữ dằn quá. Tôi quay chút nha. Đừng dữ quá mà. Xin lỗi nha. Đâu có làm gì bạn đâu. Đâu có làm gì đâu. Ok. Thôi bạn nghỉ ngơi đi. Bye bye. Bye bye quý vị đi. Bye ông bà cô bác anh chị đi. Bye. Ôi mình không làm gì đâu. Bye nha. Gặp lại ngày mai nha.